Xin chào quý thính giả, đã trở lại kênh chuyện ma hàng bảo kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nha. Kênh chuyện ma hàng bảo kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi tối kể chuyện tối đêm nay, Bảo xin gửi đến cả nhà một câu chuyện của chú Năm. Thì chú Năm Hiền có chia sẻ câu chuyện cho chính bản thân gia đình chú gặp phải luôn. À, năm nay thì chú uh, Năm Hiền đó, đã được 62 tuổi rồi. Và chú kể lại câu chuyện lúc đó chú khoảng chừng 18 tuổi thôi. À, trước sân nhà chú luôn nghe rất là ghê nha cả nhà. Thì câu chuyện nó như thế này. Chú Năm nói là hồi đó chú sống chung với gia đình. Thì chú còn có một người anh và một người chị thứ hai và thứ uh, ba nữa. Nhưng mà hai người này á à, lúc đó là đi màng xa, rồi có chồng ở xa, không có chứng kiến cái sự việc xảy ra năm đó. À, trong nhà còn có cô Tư, à, chú Năm và à, cô Út. Thì à, lúc đó chú Năm là 18 tuổi, còn cô Út chỉ có 15 tuổi thôi. Mà vợ chồng của cô Tư cưới nhau và do làm cái hoàn cảnh gia đình ban đầu cũng về nhà chồng ở đó nhưng mà do cái hoàn cảnh cho nên là cuối cùng mới trở về đây để mà sinh sống chung thì trong nhà còn có ông bà hai là ba mẹ má, má ruột của chú năm cô tư và mọi người đó thì vợ chồng của chú thím tư lúc đó là có hai người con rồi đều là hai người con trai cái người con trai lớn là 6 tuổi đặt tên là nhân cái người con trai sau là 5 tuổi cách nhau năm thì đặt tên là thiên đó thì có hai người cháu như vậy cùng với ông bà hai là sống nội trong mọi người sống chung một nhà thì mình nói sơ sơ về cái địa điểm mà chỗ này cho chúng ta dễ mường tượng nha thì ở ngoài cái bờ sông á là bên lỡ cho nên là ở khúc đó người ta không có các nhà ở ngoài phía mà sông và cái con đường cũng chẳng qua là cái con đường mà bà con người ta dọn này nọ thành cái con đường thôi là mọi người liên tưởng như vậy ha. Cái phía ngoài sông đó đó, nói ngoài sông chứ thật ra là một cái nhánh sông nhỏ tự sông cái đi vô. Nó trẻ sinh sông nhỏ đi vô cũng chỉ là một cục con kênh lớn thôi, nhưng mà bà con ở đó người ta hay quen gọi là sông. Thì mình bây giờ mình gọi cho chính xác là cái con kênh, con kênh hơi lớn lớn một chút thôi. Thì cái con kênh đó ở bên kia cũng có cái bờ kênh và phía sau cái bờ kênh đó là đồng ruộng còn ở bên đây đất ở ngoài đây thì cái con kênh này nó hơi lỡ nha cho nên là người ta không cắt nhà phía bên ngoài mà thường là mấy con kênh người ta không có cắt gần cái mí kênh ngoài đó nó cắt trong đây không à thì không có nhà thì qua cái hàng cây nói chung là cũng cây hồi đó người ta trồng thường thường người ta lựa mấy cái mạch đàn rồi nó trồng ở cả nhà cho nó giữ đất rồi xong qua cái con đường thì cái con đường này nó nhỏ lắm nó không có lớn đâu nó cỡ chừng là hai thước thôi hai thước mấy à đủ cho bà con kéo xe đẩy hay này nọ là lâu lâu xe bò đồ kéo qua cỡ hai thước mấy ba thước thôi không có lớn xe bò nhầm khi còn phải uh, tránh né nha còn phải lật xuống dưới cái, cái, cái bên ngoài cái đường nhưng mà cũng là có cỏ này nọ đó thì qua cái mặt đường đó vô trong mới là nhà cửa bà con cắt mà nhà cửa hồi đó cắt toàn là các nhà sàn khu vực cái đó các nhà sàn không bởi vì sao bởi vì cái đoạn ở trước gần cái đường á tuy là người ta không mở cái đường rộng nhưng mà thường cái bà con hay trồng cái này cái kia tùm lum hết thành thử ra là phải sâu vô khoảng 100 thước mới cắt nhà còn ở phía bên ngoài là cây cối nó nhiều nha à, thì nhà ai cũng trồng mớ cây này cây nọ nhà của ông bà hai là ba má của chú năm thì có trồng ở bên phải á là một hàng cao chảy dài vô gần 100 thước ở ngoài sân thì trồng những cái cây có cây trồng cây điệp nè rồi um, cây uh, bông trang rồi bên hông nhà thì trồng ba cái uh, kiểu là giống như hoa giấy rồi với lại ba cái um, bông thiên lý cả nhà đó với lại một ít ba cái dây mấy cái dây mà cái trái gì bảo quên ngang này trái khổ qua Ờ đúng rồi có mấy cái dây khổ qua như vậy chồng để dành ăn rồi bên hông nhà thì chúng chồng mới dây mướp nó bò xéo qua bên cái phía mà cái hàng cao hàng cây cao á đó là tính từ bờ ngoài nha cái đó là cái khu vực bên trái còn cái khu vực bên phải chính giữa xăng thì nó cũng có phần hơi trống trống mà không có làm hàng rào gì cả. Thì ở phía bên bên tay phải á xéo đi. Xéo chứ không phải là ngay nha. Xéo khoảng chừng 30 thước à. từ cái góc nhà mà xéo ra khoảng chừng 30 thước thì ở đó nó có một cái bụi tre. Hồi đó nghe nói nha là nó nằm sát như vậy khoảng 30 thước thôi. Lúc mà mới chồng nhưng mà chồng thấy nó có chừng bự bự lên một bụi cỡ chừng nhưng mà nó bự là bự theo kiểu là nó cứ bằng ngón tay cái vậy thôi nha Thấy không được rồi Chỗ này mà nó mốt cái bụi tre lớn lên á Thì nó gần nhà quá Thế vậy mới dời ra ngoài Là xéo ra cỡ chừng là chục thước Thì cái bụi tre đó nó hình thành từ cái lúc mà ông nội của chú là Con nó lâu lắm rồi à, Thì nó, nó nó cái chiều tre nó lớn lắm nha Rồi cái tre lâu lâu là cái nào mà yếu yếu là phải chặt chứ không thôi nó ngã ngang đường mà hồi đó thì những cái sự việc đó mà nhà gần gần có mấy cái bụi tre là hết sức bình thường cho nên là người ta cũng chẳng có ai mà mà ý kiến ý cò là ừ, phải chặt để nhầm khi tôi chạy ngang đường trong gió nó rớt không có cái đó đó, đó ta không nghĩ cái đó đó thì cái bụi tre này cả nhà nói về cái bụi tre này thì càng ghê nữa bởi vì cái bụi tre này làm như có quỷ ở à, nhưng mà chỗ cái đoạn bụi tre đó đó là nó cách nhà 70 thước rồi thì xéo xéo 70 thước thì từ cái bụi tre đó trải dài lại đằng kia khoảng 200 thước thì có một cái nhà cái nhà đó là của ông bà Sáu ông bà Sáu con cái cũng đông rồi cho ở các cái nhà cặp bên hông cho ở chung cũng là nhà sàn hết nha bởi vì phía sau lưng á, lại là đồng ruộng nhà cửa xong rồi đi ra phía sau cái bếp rồi ra từ cái bếp đảo ra ngoài sau chừng khoảng chừng trăm thước à, là tới ruộng rồi cái cuộc sống như vậy đó và mỗi lần mà nước lên đó, nó sẽ ngập thậm chí là ngập quá đường bây giờ là phải ở nhà sàn chứ không có được ở nhà bình thường như mình ở đây mà nhà cấp 4 này nó không được đâu phải ở nhà sàn cho nó nâng cao lên chứ không thôi là nước nó ngập vô kể về cái bụi tre này thì có rất là nhiều cái sự kiện kể về nó nhưng bảo chỉ tóm gọn lại vài cái mẫu chuyện thì có một cái lần là ông sáu nghe lúc đó ông còn trẻ nữa sự kiện lớn này cả nhà chứ còn mấy cái mấy cái dạng mà uh, nhát lung tung lung tung thì không nói đâu lúc đó là ông ông hai ba của chú năm cũng còn trẻ ông sáu đằng kia cũng còn trẻ thì hai ông kiểu sớm sớm trong chờ mà thanh niên nhau mà hai ông mới đi chơi À, thì hai ông mới đi chơi uh, qua một cái chỗ khác thường thường là đi chơi là phải đi ra khỏi cái con kênh này đi ra ngoài kia mới có nhà cửa đông mà lúc đó là có có chiếc xe đạp nha hai anh em cứ chở nhau đi ra ngoài đó chở ra tới ngoài để chơi xong rồi mới về tới nhà của ông sáu thì ông sáu xong ông rồi ông vô nhà thì từ đó đi lại cái bụi tre là 200 thước từ hai bụi tre đi xéo vô 70 thước tới nhà mình rồi nó sát bên rồi mà cái xe là cái xe của ông sáu thôi đợi xe đó rồi mà vô nhà để tao đi bộ về hôm đó đi chơi về hồi khuya trong người của ông hai kiểu như là không có một mớ rượu mớ chè gì cả ông đang đi như vậy đi thì ông mới thấy là có một cái giống như một cái gia đình vậy đó mà đi là đi từ ở đằng xa đi lại thì ông mới nghĩ là gia đình của ai đó đi đâu vô đây rồi kiếm bà con gì tại vì sâu trong kia nhà cửa cũng có mà cũng đâu có nghĩ gì đâu mà thấy gia đình ta đi là độ cỡ bốn người cho nên là à, ông hai ông mới đi sát qua cái vách bên đây nè để ông né cho người ta đi tới chừng mà mấy người đó đi đi gần tới ổng rồi đi qua ổng rồi cái ổng có cảm giác rùng mình rồi thì tự dưng cái ổng mới nói ủa sao bữa nay lạnh mà lạnh kỳ quá nhưng mà ông cũng không có quan tâm ông cũng không có dòm những gương mặt kia làm gì nữa ông nghĩ là gia đình của người ta thôi Ổng đi cái tự nhiên ông đi vô trong nhà cả nhà Vô tới nhà rồi Thì ông mới suy nghĩ ông nói, Ủa sao mấy người đó Hồi nãy đi mà không có phát ra cái tiếng động Bởi vì chỗ đó là Ngay cái tháng mà mùa nắng Nắng no dữ lắm Thì khi mà che rồi nó rụng lá này nọ xuống Đi ban đêm ban hôm Không có mưa gió gì hết trơn Chắc chắn một điều đi sẽ phát ra tiếng động Ai cũng vậy hết trơn Chứ không phải riêng một người nào Mà sao bốn người này đi mà không phát ra tiếng động Thì ông hai ông cũng chỉ suy nghĩ như vậy thôi rồi cái ông mới ngủ cái sáng hôm sau tự nhiên ông đi ra cái ông ấn lạnh ông, rùng mình ông muốn bệnh đi thì ông bà cồ mới nói là ông bà cồ mới nói là ủa bữa nay mày bệnh hay gì vậy cái ông hai ông nói dạ con đâu có bệnh hoạn gì đâu mà sao con diêm diêm người không sao đâu thế cũng đi màng gia đình mới đi màng màng xong xuôi đâu đó rồi cái đó trưa thì ông bệnh đi mới kêu ông về thôi mày về nhà mày nghỉ trước đi chứ bệnh vậy sao mà màng nổi trời nắng gắt cỡ này thì lúc đó mới kêu định đưa kêu người em của ông hai á đưa ông hai về thì ông hai nó không có sao đâu con về mình được ông mới đi về đi ông đi về ông về gần tới rồi ông nó kỳ lắm cảm giác giống như sốt không sốt mà Nó là, 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 lạnh ớn ớn người nó, nó rùng mình hoài đó cái okay, ông mới đi về sao đó cả nhà ông mới đầu óc ông mới chón ván đi là gần tới cái bụi tre rồi ông chón ván chón ván ông mới ngồi xuống ông nghỉ mà lúc đó là gia gần nhà của ông sáu á mà gia đình của ông sáu thì người ta đi đồng đi bái người ta mang ở trên rồi ông mới ngồi xuống cái trước sân nhà ông sáu á xéo ra là có cái võng ông mới ngồi lên cái võng đó đó chứ ông chưa có để ý định nằm nghe ông mới ngồi lên ngồi cho đỡ choáng váng rồi ông về mà nhà ông sáu không có ai trơn thì ông đang ngồi như vậy cái ông mới thấy là y gian như cái gia đình hồi tối vậy đó họ mới đi 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 đi, đi, đi gần gần lại mà lúc này ông không có dòm được mặt của ai hết trơn á cái đầu óc ông, ông mới mới xây sẩm xây sẩm mới nằm xuống như nè thì mấy cái người đó mới đi lại gần ổng mới hỏi ổng nó ơi thằng nhỏ sao mà mà mày biết chỗ mày không chỉ tụi tao thì ông hai ở đây ông nói trời đất ơi cô tôi có biết cái gì đâu <laughs> tôi đang chống <laughs> mặt như đầu óc tôi nó quay cuồng thôi đi đi, đi. tôi có quen biết gì đâu mà nói mày mày biết chỗ vậy mày không chỉ tụi tao mày nè mày nhớ nghe mày nhớ nghe thì ông nghe nói vậy thôi thôi cái ông nó trời ơi tôi muốn biết mấy người mấy người hỏi thăm thì tôi trả lời còn hỏi thăm thì thôi mắc mớ gì mà 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 nói tôi biết không chỉ là sao chưa hỏi hết trơn mà nói là biết không chỉ mà nhớ nghe mà nhớ nghe đi đôi mấy người này xong rồi cái mấy người đó đi mấy người đó đi thì đi rồi ông hai mới nằm một hồi cái nó đã đỡ, đỡ, đỡ lại đi ông cứ đứng dậy ông đi nhưng mà cái đầu óc cũng còn chóng mặt lắm nha thôi đi về nhà mình nằm nghỉ chứ cái dẫm này á giờ này á thì đâu có nó có mát mát là mát cái giờ chiều với cái giờ sáng rồi ánh mặt trời nó không nó bị cái này cái kia che còn giờ này giữa trưa nè thì nó đứng bóng cho nên là nó nắng thôi đi về mới được cái ổng mới đi về ổng đi về thì ổng đó ổng không phát hiện ra cái bụi tre cả nhà giống như là cái con đường ổng đi thường ngày ổng đi hà rầm thì chắc chắn ổng sẽ biết cái đó là tới bụi tre rồi sẽ tới nhà mình nhưng mà lúc đó ông dòm sao đó ổng cũng không có nhớ trong đầu ổng là bây giờ mình đi tới bụi tre rồi thì ổng mới thấy là có một cái nhóm người y chang như bốn người hồi nãy đó mới đứng đằng trước á rong đi chưa tới buổi tre nha đứng đằng trước giống như họ đang nói chuyện khí xô khí xào vậy đó rồi họ chỉ chỉ, chỉ ra cái người họ, họ, đang nói với ai đó và họ chỉ chỉ ra cái phía của um, chú hai thì lúc này á uh, xin lỗi cái nhà là ông hai ông hai ông nghĩ trong đầu kỳ lắm cả nhà ông nói ủa sao mà làm gì mà chỉ trỏ mình thì mình phải thủ chứ mà sao mà đầu óc mình quay cuồng kiểu này thủ làm sao không nhớ vậy á Đáng lấy ra cái mình Mà bình thường là mình sẽ biết nha cả nhà Còn lúc đó là ông hai Do ông bị quán Bị bị nó khiến hay sao đó Thì bốn cái người đó Mới đứng chỉ trỏ chỉ trỏ ra Rồi thì cái người Thứ năm Cái người này là con quỷ Con quỷ trong bụi tre đó Nó mới dòm da hay sao Mà thấy lớn con hơn Ông hai ông cố gắng Ông nói ủa nhà này chỗ nào ta Vậy là mấy người này Có bà con với cái nhà đó rồi thì tự động ông nói xong cái hình ảnh đó ra rồi cái ông tự nhiên cái ông hết thấy nữa cái đầu óc nó quay 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 ông ngồi xuống nó năm 10 phút như vậy á ông mới nhận, ông mới nhìn lại bình thường thì ông thấy là à, mình đi gần tới cái bụi tre rồi là cái vị trí hồi nãy ông giờ thấy mấy cái người này đứng như là giống như là mét cái người nào đó đó tức là đứng ngay bụi tre mà ông hai thì ông không 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 có biết được ông chỉ thấy gần cái bụi tre gần tới nhà mình thôi đi lẹ nhà nhà ông mới về nhà, ông về nhà, ông tao, ông đâu có dám tắm giữa vậy đâu, ông vô ông lấy ba cái nước nổ ổng lau lau mình sơ sơ rồi ông mới nằm trên giường, ông ngủ, mà cái giường của ổng là cái cái giường ở ngoài nha. Rồi ông mới bật cái cửa sổ lên này nọ, trời thời tiết nóng mà phải bật cửa sổ lên cho nó mát. Cái ở ngoài cửa sổ quá ông đang ngủ vậy nó mới khều ổng, nó nói sao mày không chỉ người ta kiếm tao mà mày không chỉ, mà nghe giọng một người đàn ông lớn tuổi nha, thì ông hai ổng mới nói, ơi, trời ơi, tôi biết cái gì đâu mà chỉ mà lúc đó ông hai vẫn còn nằm ngủ đó, Nói mày sao không biết tao ở đây đó giờ mày làm gì mày không biết uh, người ta kiếm tao rồi mày, mày 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 chỉ chứ mày không chỉ mày coi tao nè thì mình nắm cái giò của ông ông hai gịch gịch ông hai giật mình thức dậy đi ông giật mình thức dậy mà trời nắng gắt như vậy trong người ông cũng muốn bệnh ông hừng 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 người như vậy đó mà ông dòm ra ngoài ông lại thấy lạnh bắt giác thì cả người ông lại muốn nhìn về cái bếp phụ tre ông càng nhìn bụi tre ông càng sợ hồi đó tới bây giờ thì nhầm khi ông lợi ngay cái bụi tre đó nhầm khi trong nhà có cần một cái cây tre nhỏ gì để cắm xào hay này nọ thì ông cũng ra đó ông chặt bình thường nó có gì đâu mà sao bây giờ ông dòm yeah. vô cái bụi tre ông sợ à, ông không dám dòm nữa đến khi mà ông bà cồ rồi đi dời đó cái mới thấy ông hỏi ông đỡ bệnh chưa thì ông giờ vô ông thấy ông lại ngắt à? ông mới kể lại hồi nãy như vậy như vậy ông bà cồ thì biết biết là biết cái dông thôi chứ không biết nó thành quỷ gì đâu ông mới đem đồ ra ông cúng ông cúng xong rồi cái ông mới về ông nói mày ơi cái chỗ cái bụi tre đó đó là dông dữ lắm ông cò nghe ông nói là hồi đó dông dữ lắm tức là ông nói là cái giống như kiểu mà cũng nhiều dông á rồi cũng gặp nhiều lần rồi thì ông nói mai mốt mày đi ngang cái chỗ đó mày cúng kiến rồi mày đừng có dòm ngó gì vô bụi tre đó nữa nhiều người bị rồi mày hồi đó giờ không bị nhưng bây giờ bị là cũng họ muốn nhát rồi cho nên là nghe lời tao đừng có mà uh, đi lại cái bụi tre làm gì. Đó, sau đó là ông cò ông cũng không có cho ông hai chặt chuỗi hay là cái gì cho bụi tre đó hết. Thì đó là sự tình của của um, uh, ông hai cái lúc mà ông còn trẻ. Thì nói về uh, sau này ông có vợ có con này nọ nữa nè, lần đó cũng vậy hết nha thì ở nhà của ông, ông ông sáu đó ông sáu cũng có vợ có con rồi mà con còn nhỏ lắm thì lúc đó bà sáu mới bồng hai đứa con đứa bồng bên tay trái còn đứa dắt bên tay phải vậy nè đội cái nón là đi qua ngang nhà theo kiểu là đi đâu công chuyện đó rồi đi về mà trời bữa đó nó tối đi về tối cái lúc mà đi ngang á thì lúc đó là uh, bà hai tức là mẹ của chú năm cũng ngồi chung chơi với lại chú năm đội trong đó vậy đó cái um, còn nhỏ nha Đó là mấy người còn con còn nhỏ thì uh, bà um, bà hai Bà mới ngồi bả nói là ủa chị um, uh, chị sáu uh, dắt mấy đứa nhỏ đi đâu về đó Ừ ờ, tôi dắt nó đi lên trên nhà của người bà con ở trên kia thì giống như là nhà của ông hai sáng ông hai gì đó lên trên đó uh, công chuyện xong mà tôi về thì hỏi thăm vậy thôi mà lúc đó mới bảy giờ mấy à cái bà bà sáu bà mới dắt hai đứa con đi về đi bà dắt đi về thì lúc đó là cỡ chừng 7 giờ mấy gần 8 giờ cho đến khoảng chừng 9 giờ mấy á thì ông sáu ông mới chạy qua ông dò ông cầm cái đèn đi qua nhà ông hỏi là ủa sớm giờ có thấy vợ tôi về không thì lúc đó ông bà hai mới nói đâu có hồi nãy thấy là chị là đi về rồi mà đi đâu hơn tiếng đồng hồ trước là dắt hai đứa con đi qua vậy nè ông sáu nói trời đất ơi đâu có đâu trong nhà không có ủa cái gì kỳ vậy sao mà không có thì lúc đó ông sao cũng quảng hồn quản vía đi ông mới nói là tôi ở nhà tôi ngồi trước xăng tôi đợi hoài đợi hoài mà tôi đâu có thấy vợ tôi cái hai ông mới đi tìm mới chạy đi kiếm rồi cũng đi lại hàng sớm nhờ người ta kiếm phụ ta nói kiếm ngay cả nhà kiếm mau thấy cho mà lâu thấy là bởi vì đang kiếm như vậy thì tự dưng cái có một người lại nói với một cái ông hàng xóm đó, nói kiếm đâu ở đằng cái bụi tre kiếm đâu mà kiếm thì cái người đó mới nói ủa sao không thấy mà ông là ai mà sao tụi tôi thấy là lạ, lạ thì ông nói ai cậy tao mà tao thấy mẹ con nó trong đó đó vô đó cúng kiến đi rồi về tự nhiên nói vậy cái ông mà không bỏ ông đi thì cái ông hàng xóm này ông cũng giật mình ông cũng nói da gà chứ nhưng mà ông thấy là thôi bây giờ mình về mình cho hay coi sao cái ông mới chạy ra cái chỗ mọi người đang kiếm thì ông nói bây giờ nãy tôi gặp cái ông đó ông nói vậy đó nhắc tới cái bụi tre mà bản thân của ông hai với lại ông sáu thì đâu có còn lạ gì cái bụi tre nữa cái thời mà ông còn ông còn sống ông còn nói mà thấy như vậy hai người mới đi đảo lợi đi đảo lợi vô cái bụi tre trời đã không hiểu lý do làm sao cả nhà mà nó nó nhét được ba mẹ con ở trong đó đó thường thường người ta nói là ừ bắt hay hoặc là dụ đưa con nít rồi vô rồi nhét nó vô trong đó này nọ thôi mà sao lần này á nhét một lần ba mẹ con vô trong đó mà bà sáu bà lớn rồi đâu phải bà còn nhỏ Lúc đó ai dòm vô cũng xanh mặt mày hết trơn. Bởi vì không nghĩ ba con người như vậy mà có một người lớn nữa mà tại sao mà nó nhét vào trong bụi tre mà thậm chí mọi người phải hì hục về nhà đem đồ ra cúng kiến rồi lấy dao, lấy lưỡi hái đồ, cắt xém tùm lum hết trơn. Thậm chí là ông Sáu lúc đó ông đứng ở ngoài ông dòm vô nói em ơi em, em ơi có sao không em? Th em không có sao, không? ừ, em sao mấy đứa con lúc này là khóc dậy hết trơn cả nhà đó thì bắt đầu mới gỡ cắt cắt ra rồi thì cái chuyện tâm linh mà người ta nói rằng ma cỏ biết sao mà nó gian nó dẹt được cái đường để cho chui gì được vô trong bụi tre đó nhưng mà cuối cùng cũng đưa ra được mày vất vả lắm mới đưa ra được nha đưa ra là bà sáu im ru im phăng phắc không dám nói cái gì hết trơn có hai đứa con thôi nó còn nhỏ quá nó không biết làm sao cái nó mới làm theo kiểu là nó khóc và nó la nó sợ này nọ dữ lắm nha lúc đó chú năm cũng còn nhỏ lợi dòm sợ khóc bà à, bà hai cũng không có dám dắt lợi nữa đi về nhà liền luôn cúng kiến xong đâu đó rồi đi về nhà thì sau đó một thời gian bà sáu mới kể bà nói là bà đi về thì bà thấy là có người mới đi lợi nói sao bay đi về trễ vậy thì bà mới lên tiếng bà trả lời bà nói là đi công chuyện về trễ chú ơi thì vừa nói xong câu đó đó là cái như là ốc bà quay cuồng hết trơn bà tự động bà dắt con bà đi vòng 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 một hồi đi vòng vòng là bà nhớ là xung quanh bụi tre đó đến khi bà mệt mỏi này nọ rồi thì bà không biết gì chân đầu ốc nó chón quán một hồi lâu sao bà không nhớ gì chứ tới chừng mà bị phát hiện ra là cái người bà nó cứ ngắt mà mấy tre nó đâm vô người bạn cũng đau đâu phải là nó trống rỗng đâu hai đứa con bà thì lúc này mới cái kiểu nó khóc mới nói là mẹ mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi nó cứ rung cứ rung cứ sợ cứ sợ vậy đó thì bà mới biết là bà không biết là bà đang bị vô cái chỗ nào mà nó hù à một hồi thì sao bà mới dán bà dán mà căng mắt bà dòm ra ngoài thì bà thấy có bóng người đứng ngoài đó bà sợ quá bà không dám nói đến khi mà mọi người đi kiếm người này kiếm người kia kiếm cũng kêu tên này nọ bà thấy hết trơn bà định kêu lên thì cái ông con quỷ nó đó, đó nó mới chành cái mặt nó ra nó nói là mày mà mà kêu là tao bớt cổ mày với mấy đứa con mày chết bà sao bà nghe bà sợ quá bà đâu có dám kêu mấy đứa con bà tính khóc bà mới bụng miệng tính kêu giống như nó gặp người này nọ tính kêu á bà bụng miệng hai đứa con lại cả nhà bà sợ kêu rồi nó bớt cổ chết đó cái cảnh tượng mà cái người mẹ hai đứa con bị nhét vô trong đó rồi mà không dám lên tiếng kêu người này đi kiếm người kia đi kiếm cũng không dám kêu sợ cái cảnh tượng lúc đó bà sáu nói á thời gian cũng ngắn thôi vậy mà nó khủng khiếp dữ dằn lắm thì bà mới dáng bà xin bà, bà xin trong đầu á bà nói thôi thôi tha cho tôi đi vợ chồng tôi cúng kiến cho tha cho tôi rồi bà biết ba quỷ rồi bởi vậy cái dòng này nó mới đi kêu cái ông hàng xóm nó chỉ chỗ đó thì lúc đó bà con người ta mới có cái dự định là muốn đốn cái bụi tre mà thậm chí là gia đình của ông bà hai cũng muốn đốn nữa để làm chi cái bụi tre đó rồi có ma có quỷ con cái chẳng ai dám dớ vô thì sau đó mới đi nhờ một cái ông coi một cái ông thầy nào đó để coi coi là ông có kêu đốn được hay không thì ông về ông cúng kiến này nọ mà ông kêu người ta đốn ông nói rồi đó cúng kiến xong rồi đã đốn đi rồi trong sớm người ta mới đùng đẩy với nhau thì cái người này người nào gan mới dám đốn lúc đó là ông bà hai ông bà sáu không ai dám đốn chứ tại ở gần đây biết đã sợ đâu có dám thì cái người đó gan cái ông đó ông gan mới vô ông định đốn mà ông chưa kịp đốn mà cái tôi nói trong bụi tre người ngoài chỉ kêu được nghe có két có két cái âm thanh giống như gió thổi qua và bụi tre nó cạ với nhau nó phát ra những cái âm thanh rùng rợn thôi người ngoài người ta thấy như vậy nhưng mà cái ông mà ông cầm búa đầu này nọ ông tính đốn đó ổng im ru ông quăng cây búa ông, dục, ông đi về nhà ai kêu cỡ nào kêu không quay lại, thì bà con người ta tự hiểu cũng chẳng ai nghe ông thầy nữa thôi đi về à, đi về xong rồi cũng thời gian sau ông nạn mới cởi ông nói ông định đốn đó mà ở trong cái bụi tre ông gặp cái mặt trần dần ông gặp cái mặt trần dần ở trong bụi tre giờ mà ông sợ quá ông đi về ông không có dám đụng chạm vô cho nên là từ từ cái lúc đó đó bà con người ta coi cái bụi tre này là kiểu có dâm lâu lâu người ta đi qua là cúng kiến này nọ cho an lành thôi à, cho đến khi mà ông thời gian cũng dài đó mười mấy năm sau mà thì uh, chú năm cũng đã được 18 tuổi rồi thì trong vòng mười mấy năm nay ít nhát lắm nha ít nhát người này người kia lắm không hiểu sao gần như là nói tiếng ít nhát chứ thật ra gần như không có vậy đó cùng lắm là Ờ... Uh, rên hay là này nọ chút xíu thôi yên xuôi mười mấy năm ta cũng suy nghĩ là chắc cái dông nó đi rồi nó không có còn ở trong cái bụi tre đó nữa đâu thì lúc đó bắt đầu quá trời chuyện nó xảy ra cả nhà ô không biết sao mà nó nhắc dữ dằn lắm mà gơi lắm nghe cái bữa đó cái ông đó ông có trâu thì ông kéo xe trâu ngang chỗ này nè Rồi lúa hồi đó thì màng cực lắm bên kia dẫu có cái bờ kênh nhưng mà muốn đi vô á, là phải dòng cái đường xa thay vì đi cái đường này rồi lúa tự bên kia mình giác qua con kênh này nó cũng lớn có cây cầu mình giác qua hoặc là mình để mình chắc xuống xuồng rồi mình bơi qua bên đây rồi mình mình, mình mới giác ngược lên trên cho xe châu kéo mà cái năm đó là không phải ngay cái thời vụ cái kiểu giống như là cũng màng xong rồi thì cái ông này ông chủ yếu là ông chở rơm á ông chở rơm ông đem về thì bữa đó ông chở thì sao đó cũng cũng trễ đi mà đâu khoảng chừng 9 giờ tối á, ông mới xong, thì ông mới để cái cán con trâu ở chỗ đó, ông để trâu ở đây thì ông sợ mất, cho nên là ông không có dám đem về, ấy không có dám để đó, ông đem về mà ông không có kéo luôn cái vàng cái 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 cán cái cái dàn xe của con trâu á, ông chỉ gỡ dây ra rồi ông lấy con trâu không, ông mới dắt nó đi về dắt con trâu không đi về xong rồi mai mình dắt con trâu ra ngoài đó mình làm nữa mà nhà của ông mình lúc lúc phía qua khỏi nhà ông sáu là cái cây số á ông mới dắt con trâu ông đi về như vậy đi thì tự dưng đi về cái con trâu nó bỏ nó chạy mà lạ vậy nè ông là chủ con trâu nó, nó, giật khỏi cái dây ổng nó bỏ nó chạy nguyên một nước nó chạy về đó mà ông lại không có rượt theo ông không vừa theo ông cứ đi lai ra lai, 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 lai vậy đó có mình nên nóng à cái một hồi sao ông nó ủa sao kỹ trời ông châu mình đâu kỳ đang dị hợm không ông nói ủa ông châu mình đâu thì sau đó ông mới ngồi ngồi ông nói ủa sao ông châu mình nãy mình nhớ mình dắt về mà thì lúc đó nó làm gì ông rồi ông mới không có biết đến khi mà ông nhận ra đó ông nói ủa hồi nãy nó chạy mà sao mình không được theo thì lúc này ông mới lúp xúp ông chạy nè ông chạy tới cái ông mới gặp cái ông đứng ở bên bên đường á lúc đó ông quản rồi con trâu mình bỏ chạy mà mình không được theo nọ giờ biết nó chạy chỗ nào trong đây thì cứ qua khỏi cái lớp nhà thì đồng ruộng ở phía sau nhầm khi nó chạy với đó biết đường đâu mà kiếm ông mới quản hồn quản vía trong đầu chỉ còn nghĩ tới con trâu thôi còn cái sự tình gì hồi nãy nó bỏ nó chạy mà mình không hay theo kệ nè tại vì con trâu vào thời điểm đó là cái giá trị nó cao lắm nha ông ơi uh, chạy lúp xúp lúp xúp vậy đó thì cái ông kia mới đứng ông mới hỏi con quỷ á nó đứng nó hỏi nó nói vậy cho mày làm gì mày chạy dữ vậy ông này ông có suy nghĩ tới con trâu không à ông mới nói là à, chú ơi chú chú gặp con trâu chạy ngang không trời đất ơi con trâu của mày phải không trong kia kìa ông mới đưa tay ông chỉ thì lúc này cái ông này ông mới dòm vô ông thấy ông thấy là con trâu ông đang ngoài trong đó đó ông mới nói trời ơi cảm ơn chú cảm ơn chú nha thì đi siết vô để mà kéo con trâu mình về Trời đất ơi vậy đó cả nhà Mà nó dắt ông đi thánh thiền ông đi mất tiêu trong đồng luôn Lúc đó mới 9 giờ mấy tối Mà nó dắt ông hoài 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 đi lúc lúc trong đồng chồng á Về nhà Con trâu này không hiểu sao nó khôn Là như lúc nó gặp nó sợ nó chạy vậy thôi nha Nhưng mà nó chạy sao không biết á Nó đi quằn quằn nó lại là đi về cái chuồng mà cái nhà ổng thì ở đây cái nhà là cách cái mặt đường nó năm sáu chục thước là ở phía sau là cũng cách trong trăm thước như là cái chuồng trâu nó nằm ngoài đó đó, đó thì con cái ổng với vợ ổng mới thấy là lúc đó là 11 giờ mấy rồi mới nghe cái tiếng gì ngoài chuồng đó, nó nó đó là cái cửa là đóng đâu có mở đâu tại vì còn mấy con trâu ở trong đó thì con trâu này nó vô không được đi mà nó sợ hay sao nó đứng xung quanh nó cứ đưa cái đầu nó cũng 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 mới nghe cái tiếng chạy ra thấy con trâu mà thấy con trâu phải thấy ổng vợ con mới kêu tên ổng này nọ rồi kêu hoài đâu có thấy đâu kêu hoài không thấy nữa sao cha mình chồng mình đi uh, kéo rơm rồi bây giờ hơn châu nó chạy về giờ ổng đâu à, thì người ta quả lên đi ngược ra ngoài kia kiếm kiếm thì ra qua gặp cái cán không gặp cái cán xe của ông châu chứ không gặp ổng uh, ở đâu hết trơn á không biết là ổng có ghé nhà ai nhậu nhạc này nọ hay không cái mới kêu dậy sớm lên hết trơn thì người ta lúc này người ta mới thức dậy thức dậy người ta nói là ủa ổng lúc mà ổng mặn tôi còn ngồi chơi với ổng sau đó ông màn xong rồi ông về đâu còn thấy ông ở đâu mà sao ông châu về nhà ông đâu cái mọi người mới nghi mới đi lại cái bụi tre kiếm ông. lỡ bụi tre cũng không thấy thì lúc này quãng rồi cái kiếm hoài đi kiếm vòng 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 đi qua con kênh bên kia đi gần cái chỗ ông màng á kiếm quá rồi kiếm mà kiếm không thấy lúc này mới sợ không biết ông này cũng có té xong té kinh té gì hay không ai cũng lo lắng ở trơn. thì có người mới nói thôi bây giờ đi lại cái bụi tre đó đó cúng thử coi làm sao thì có người mới nói là trời buổi tre nó mười mấy năm nay rồi đâu có nhát ai đâu à, cái mọi người thấy vậy cái ban đầu cũng có người chịu người không mà bây giờ không cúng biết làm sao giờ thì cúng đại thử coi làm sao cúng rồi gian giấy, à, cái nó mới chỉ cái nào nó chỉ lạ lắm nó chỉ không phải như người ta nó hiện hồn như hồi trước nó đứng nó chỉ hay gì mà nó làm cho một cái đứa nhỏ đâu có chừng là 16 tuổi hả à. thấy cái dáng của ổng thì nó mới chỉ nổi sao cái dáng chạy vô trong đó giống hệt giống hệt là là, là là, là, chồng của bà kia cái xúm nhau chạy theo chạy theo thì vô tới trong kia thấy cái cảnh tượng hết hồn hết vía cả nhà không biết sao khiến nhỏ nó chạy theo chạy theo hoài chứ nó hết thấy rồi nhưng mà trong đầu nó khiến nó mà chạy thẳng nên chạy thẳng nên là thấy à cái mới chạy vô chạy vô thì cuối cùng á, mới thấy ổng ổng mệt quá mệt rồi nó dắt ổng chạy trong đồng trong máy mà nó dắt ổng chạy giết rồi ổng mệt ổng chịu không nổi nữa ổng mới nằm ổng nằm ổng nằm mà cái miệng ổng mới kêu nói trời ơi ai tiếp tôi bắt con trâu tôi lại vậy đó khủng khiếp vậy đó ta nói xong kiếm mà ổng xong đưa ổng về mà ổng cứ la làng hoài ổng nói trâu tôi trâu tôi đâu trâu tôi mới đi ngoài trước thì mọi người biết rồi cho nên là thôi không nói không nữa đi về cũng cúng kiến xong về cho ông thấy kìa ông châu ông trong chuồng kìa thì ông thấy ông châu ông rồi ông mới mừng ông mới chịu vô nhà chứ lúc đó ông cửa quậy lắm vô trong nhà xong là sáng ông bệnh Quốc ông bệnh một tháng mấy trời không bằng ăn gì được hết trơn tao nói ngày nào cũng đi ra cúng mà có người thấy ông xanh sao này nọ tưởng đâu ông bị ám theo vậy mà nó không ám là xong rồi cũng hết đó thì bây giờ người ta cũng sợ rồi tao nói trời ở chỗ này thấy ghê lắm nghe chứ tự nhiên cái nó yên im, Im im đâu cả nửa năm trời và không nhát ai không làm gì ai hết trơn tới gia đình của chú năm cả nhà cái bữa đó chú năm là mới đi đồng đi bắt hôi á hồi đó thì cái ruộng người ta màn hay có những cái đìa lắm mà đìa cá nước nó rút rồi cá dữ lắm cả nhà mỗi lần nước rút thì không cần phải mình không có đìa thì mình không cần phải vô đìa bắt ví dụ như đìa bắt thì cái chủ người ta cho anh bắt mình mới được bắt nha người ta bắt rồi mình bắt mót á hay hoặc là có quen biết gì thì người ta cho mình bắt trước xong rồi về thì ông chú năm á ông cũng đi uh, bắt nhưng mà bây giờ là đi không có người quen thấy giờ ông mới đi mấy cái chỗ mà giống như đế trong những cái đám ruộng ở cả nhà nó bị hót nó hủng chỗ đó nó không không đến đổi là cái đìa sâu mà cái kiểu giống như người ta cũng chứa được một số lượng nước nhất định đó thì thường những chỗ đó ít cũng ít cá thì ông mới vô trong đó ông mót ông mót ông vô ông tự lấy thao ông tác ông bắt này nọ xong rồi đó xong ông trúng mánh đi giống như cái đìa này thì tuy là nó cạn thật nhưng mà chắc nước vô ra rồi cá nó vô hay sao đó mà người ta không có phát hiện ông mới vô ông bắt quá trời cá luôn ta nói cá mà được đó ông vô ông bắt ông vô mánh một cái là ông ông lấy cái đòn gánh á ông phải đi về nhà ông lấy cái đòn gánh đó cả nhà rồi ông lấy bao hai bao vậy đó ông cột cá vô thì nói chung cũng không phải đầy bao mà kiểu hơn hơn nửa bao rồi ông gánh ông gánh trên vai là đi về đó, ông gánh trên vai em đi về mà ông về ông cá nhiều quá ông ham ông bắt đi ông bắt về cho tới 9 giờ tối vậy ông bắt đầu về ông về tới nhà rồi là đâu mười giờ mấy gần một giờ thì lúc đó ông mới kêu ông mới kêu là mọi người thức dậy để mà xuống bằng cá phụ rồi con nào sống thì rộng đó, thì ông bà hai nè vợ chồng của chú Thím Tư nè, rồi cô Út nè mới xuống. Thì xuống màn cá rồi nó nói là đốt đèn lên màn mừng lắm. Tại vì vô mánh cá này rồi ngày mai mình bán rồi mình làm khô này nọ mình ăn từ từ rồi mình bán này nọ lắm chứ. Tuy là nửa đêm nửa hôm nhưng mà gia đình ai cũng mừng ở trên hồ hỏi thức dậy màn. Cái hai đứa nhỏ đó nó mới nghe động đi. Rồi nó nghe cái tiếng nói dưới đang mừng, nó có cá có cá nó mừng. Thì cái người mà anh lớn á À, tên là nhân còn cái người em tên thiên thì cái anh nhân anh mới nói vậy nè anh nói thiên ơi thiên mày đi ra ngoài đó mày coi trước đi tao ra sao tao ra sao biết tao uống miếng nước rồi tao đi ra đó thì anh thiên này anh nghe vậy anh mới đi ra anh đi ra cái ở dưới đây mới dòm lên anh đứng trên sàn nó cho con coi với con con với khuya rồi coi về con ngủ đi con mà thấy anh đòi quá đi cho nên là chú thêm tư cô tư dưỡng tư chứ cô tư dưỡng tư cũng thương thôi đi xuống đây xuống đây coi coi bằng cá nè con ờ, anh con đâu anh con ở dưới bếp rồi chạy lên thì cả nói vậy là thôi lát chút xíu con mình chạy lên anh thì anh anh anh, nhân á anh mới là anh đi ra ngoài sau bếp nhà cả nhà mọi người biết là cái nhà sàn mà thì ở ngoài sau cũng có cái đường đi cái, cái cầu thang đi xuống chứ đâu phải là mé sông đâu chừng nào mà nước nó ngập lên mới có nhưng mà ông um, hai thì ông làm tới hai cái cái, cái bậc thang bậc thang sau bếp bậc thang ở trước thì mới ra cái sàn nước ngồi mới giữa lấy cái nước này nó uống xong rồi lấy cái nước giữa mặt gì đó cái tối hù tối thui rồi à, nghe thì con quỷ á nó mới đi lại nó đứng ở dưới cái sàn nước chứ nó dòm lên thì nó mới nói nó mày á à, mày á à. thì anh nhăn đáng lý là một đứa con nít đáng lý ra bị nói như vậy là phải giật mình khóc lóc chứ không hiểu sao mà im ru à giống như là chỉ là dòm xuống rồi nghe nói thôi thì cái người cái con quỷ nó mới nói vậy nó mày á sao mà cá quá trời cá mà mày không nói với ở nhà mày là cho tao không cho tao á nghe tao giặt tụi mày chết dáng chịu thì lúc này là cái anh nhân này anh mới khóc nè nghe tới cái giặt chết anh mới khóc mà làm như nó không có tác động nữa đó anh mới chạy ra chạy ra anh khóc anh chạy ra ngoài trước khóc um sùm ở trên ở dưới đây ông bà hai cô dưỡng tư chú năm cô út đồ này nọ mới hỏi là có gì cũng khóc khóc thì cô út thường thường, thường có thương lắm cô mới chạy lên cổ bồng xuống đi cổ bồng xuống rồi đừng khóc đừng khóc thì tưởng là con mình nó ban đêm ban hôm trong bóng tối nó nhát nó sợ vậy thôi bồng xuống rồi cái nó không có dòm cô út nha lúc đó là anh 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 nhân không có dòm cô út mà anh dòm ông bà nội tức là ông bà hai á ông bà nội cho người ta đi thôi ta giặt chết queo đó tự nhiên nửa đêm nửa hôm nói ra câu đó cỡ như là cả gia đình đều xanh mặt hết trơn. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? nhan nhan bình thường bình bình thường con không có gì đâu. có ông bà nội nè, có cha mẹ con nè thì mới định là bồng đi lên. Nhưng mà lúc đó là ông chú năm á mình mấy ông giờ hay à. Ông mới nói là anh anh chị bồng nó lên đi. Cưa quậy không chịu lên. Nói là cá nhiều mà không cho người ta, người ta đòi giặt chết dáng chịu kìa. Hỏi ai ai nói với con? ai nói với con vậy thì lúc đó chú anh nhăn anh mới nói anh nói là cái ông nào ông lớn con là ông đứng dưới đít sàn thấy vậy ông bà hai mới lớn tuổi rồi mới đi ra nó cũng đâu có còn sợ nó đâu lớn tuổi thì cũng thương con cháu cũng sợ nhưng mà cũng thương con cháu đi ra coi coi thì không có thấy hồi vô hỏi thì anh nhăn nó đi ra hướng kia kìa đưa tay chỉ lỡ bụi tre chỉ lỡ cho bụi tre đó Ông bà hai biết rồi Mới nói thôi mẹ ơi Đem cái ra cúng đi Mà cúng sao Cái ông hai ông nói thôi để tao ra tao nướng cho Ông mới nướng Ông nướng xong rồi ông đem ra mà đó ông cúng Vậy đó cả nhà Linh vậy đó Rồi xong cái lần đó Thì đâu khoảng chừng tháng sau rồi Làm nữa Lần này không bắt cá không bắt gì cả Không có bắt cá gì hết trơn á mà buổi chiều của cả nhà trời cũng như là nhá nhem gần tối á bắt đầu mới chuyển mưa đi mưa giông hì hì vậy đó chuyển gì thì chuẩn bị mưa ông bà hai cô dựng tư rồi mới ra thì người lấy xịa khô người lấy đồ đạc này nọ vô rồi những củi rồi đó thì lúc đó là ông chú năm ông đang gom củi vô củi hồi đó ta nấu bằng lò củi không mà cả nhà rồi lấy đồ đậy lợi này nọ để thôi mưa nó ướt rồi dòm xung quanh nhà rồi gà bọng này nọ rồi lùa nó vô chuồng Chứ để mưa giông gió như vậy rồi nó vô chuồng không kịp á nhưng mà gà nó cũng khôn lắm đa phần là nó vô muốn hết rồi chỉ còn vài con nó hoắt nó hoắt ở ngoài thôi mới lùa đang lùa nó vô như vậy thì tự dưng á cái lúc đó là ông bà hai nè rồi cô tư dưỡng tư rồi mới đi đi lên trên nhà rồi đã sắp sửa đồ ở trong nhà rồi à, cô út cũng lên rồi chỉ còn có là một mình ông chú năm đứng ở dưới sân nhà rồi ông lùa mấy con gà thôi thì lúc này á anh nhân với anh thiên hai anh là đang ngồi trên cái 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 nhà trên vậy nè thì người lớn đó vì những người lớn mà con nít thì ngồi ngồi dòm nó coi thôi cái tự dưng cái thấy đi dòm ra ngoài bụi tre đó thì anh nhân với anh thiên thấy hết nha mới thấy là ở ngoài đó đó đứng nguyên một cái tướng bự bành cây luôn đứng ngay cái bụi tre á dòm 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 vô dòm ngay ngay vô trong nhà đó cái anh nhân với anh thiên mới kêu mới kêu cậu ơi cậu ơi cậu năm ơi cậu năm ơi đang lùa gà rồi trời cũng có gió có giông nữa ban đầu không có nghe hồi cái hai đứa nó nhảy nhảy lên nó kêu thì lúc này là là, là chú năm mới nghe chú năm mới nói ủa cái gì vậy vậy kêu chú làm gì chú đang lùa gà chú năm ơi chú năm chú ra chỗ bụi tre chú coi coi, coi cái ông nào mà lớn con thấy ghê chú năm cái gì lớn con mà nhắc tới bụi tre là thấy lạnh sống lưng rồi cho nên á chú năm mới hỏi kỹ nói, ừ, má, má, máy bay thấy gì à Mấy đưa thấy gì hả trời ơi cái ông đó ông bự thấy gơi ông đứng mà ông giờ hầm hầm vô nhà mình kìa làm như ông muốn kiếm chuyện mình đó chú năm cậu năm trời ơi ông. <laughs> chú năm ông nghe vậy rồi ông giật mình ông mới kêu chị ha chị tư ơi chị tư bồng mấy đứa nhỏ vô bồng vô rồi mà nó nói hoài vậy đó cái ông bà hai nó thôi cúng cho nó đi chắc đòi ăn nữa đó đòi ăn nữa chứ không gì hết trơn á thì bữa đó mới đem ra cúng cúng chút xíu cái trời mưa biết sao không cả nhà khuya đêm đó khuya đêm đó nó mới nó mới đứng ở dưới đất sàn đứng dưới đích sàn nhà thì ngủ trên không mà đứng dưới đích sàn như á nó mới khều vô cái vách nhà tới vì nhà sàn nhưng mà cũng nhà lá nó khều vô vách nhà rột 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 mà hết mưa hết vậy. khuya đêm đó đâu cũng còn mưa gió gì đâu mà trời cũng không có gió có gì hết thì cô tư á cổ mới nằm ở trên nhà con cái con ngủ chung với cổ mà cổ mới nói ủa giờ này sao mà 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 ai đó mà khiều cái nhà hoài thì cái vách nhà cái người lớn mình dối lên chẳng đụng nha cái cổ mới nói thẳng bụng bây giờ này ai mà kêu vách nhà ví dụ như hàng xóm hay là gì đó người ta lợi người ta kêu thì người ta sẽ kêu lên chứ là không có ai mà làm kiểu như vậy hết trơn á thì cổ mới khiều khiều dưỡng tư nó anh, anh 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 coi coi sao mà làm như có ai khiều khiều vách nhà dưỡng tư thì ổng gan ổng mới chống cái cửa sổ vô ổng dòm xuống ổng vừa ổng chống cái cửa sổ như là cái nhà mà biết các cả nhà biết là cái cây cửa sổ chống á là chống lên vậy cái mới gài vô một chỗ như này mà lúc mà mình chống vô lên mình phải gài còn không gài thì mình dính mà ông vừa chống lên một cái ông chưa kịp gài vậy trên ông đưa mắt ông dòm xuống vậy nè ông thấy nó ngước mặt lên cái mặt như cái mâm đó. nó dòm lên ổng một cái ông chớ giới ông buông ra mà cái cây đó đó cái cây mà mà không có cái điểm chịu đó lại nè thì ông giật mình ông ông quơ ra như vậy thì nó nó sọt vô một cái như này nó đâm ngay cho cái má của ông đó. má bên phải của ông hên nghe chứ xích lên chút là chúng con mắt đuôi rồi nó sợt một cái bóp vô đó không biết đau luôn cái, cái cửa sổ sập xuống cái dầm mấy đứa con giật mình khóc dậy hết trơn ông bà hai bên kia cũng nghe chạy vào cái gì vậy bay tao nói gan cỡ ông dượng tư mà ông nói trời ơi trời ơi tí ơi tí ơi quỷ tí ơi quỷ tí ơi quỷ quỷ là sao 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 quỷ gì ông lắp bắp lắp ông cà lăm cà lăm cà lăm ông cởi lại ông nói nãy con chống lên vợ con nghe vậy đó con chống lên con coi coi là ai hay hay là cái gì Trời đất ơi, ông gặp nguyên cái mặt luôn tí ơi, cô năng luôn tí ơi Trời đất ơi, ông hai, bà hai, ông đó giờ cũng suy nghĩ là cái dông thôi Chứ không nghĩ là quỷ Bây giờ nghe con dễ mình nó nói vậy rồi, chắc chắn rồi, quỷ rồi Bởi vì cái tính của ông Dượng Tư, ông gan dữ lắm Ông còn sợ đến mức độ như vậy đó mà Ông giờ thấy rõ rõ, ông nói cái mặt như cái mâm vậy đó Xanh chanh à Mà hai cái nanh là đen thù lùi à Trời đất ơi, ông nói cái cảnh tượng mà Nhỏ tới lớn chưa từng nào ông thấy thì lúc đó là gia đình sợ dữ lắm rồi Các bạn biết nó về nó kêu chi không? Gia đình cũng không biết nó kêu Chỉ tưởng là nó xuống đó nó nhát thôi Nó xuống nó nhát thôi Đâu mấy bữa sau á Nó bẻ cổ gà chết cả nhà Một đêm vậy chết một con Có đêm chết hai con làm ba đêm như vậy Chết mấy con gà mà dòm gà nó chết không có dấu chuột cắn hay gì mà gà gà bự không mà chuột nào cắn. Mà không có dấu hiệu bệnh, ban đầu chết con đầu còn nghĩ là ờ ừ, nhầm khi nó, nó 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 mắc mắc gió này nọ nó nó chết nó bệnh nó chết thôi. Còn liên tiếp mấy ngày như vậy mà cứ chết vậy hoài mà trong khi sáng nó phải phải nó mạnh cùi củi vậy đó. Thì ông hai mới nghiêm lúc khi nào nó về nó bẻ cổ gà mình chết hay không. Gia đình thì cũng nghi vậy nhưng mà không có dám nói cũng đi ra ngoài cái củi tre rồi cúng kiến cho nó rồi ông bà sáu đi ngang mới thấy nụ mới không dám nói lúc đó nha mới vô nhà chơi ủa sao vậy anh hai sao mà cỡ này thấy anh cúng kiến ngoài bụi tre hoài vậy thì ông hai mới kể ông kể cho ông sáu nghe vậy thì lúc đó là ông sáu nghe buổi buổi sáng nha cỡ chừng tám chín giờ sáng đó thì thôi cái qua bữa sau qua bữa sau cái ông sáu ông qua ông hỏi là sáng nay có chết nữa không thì ông hai nói Ồ, không biết làm sao mà sáng nay không có chết con gà nào hết trơn á hai ông già mới nói chuyện với nhau chơi buổi trưa như vậy đó thì bữa đó ông Sáu ông nằm ngủ trưa dưới cái uh, cái nhà sàn mà nằm ở dẫm ở dưới á nằm dưới sàn ngủ trưa với lại ông uh, ông hai hai ông bạn nằm đó nói chuyện chơi rồi ngủ trưa đến chiều đến chiều thì ông sáu mới nói như vậy nè ông nói tôi về tôi tắm rửa xong rồi tôi qua hai anh em mình xuân xương, xương nha ừ ờ, để tôi kêu bà nó lấy mấy con khô uh, rồi anh sẵn anh nhà anh có mấy mớ sầu đâu đó anh ngắt mấy cái đọt đem qua là hai anh em mình xương sương à, Ừ vậy đi quyết định vậy đi thì ông sáu ông mới về ông về ông, ông về ông lấy sầu đâu này nọ ông đem qua đem qua mới ngồi nhậu với lại là ông hai hai ông nhậu uống xương xương vậy đó nó khoảng 8 giờ mấy 9 giờ đó thì ông sáu ông đi về ông đi về ở ngoài thì ông 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 hai trong đây ông dọn đồ nhà cũng kế bên đi qua bụi tre đi 200 thước tới nhà rồi cái bắt đầu cái mới là dọn đồ nó dọn xong hết trơn rồi thì ông hai ông như ông chưa xỉnh quá ông mới nằm ở ngoài cái vẫn nằm ở trên nhà nha nhưng mà ở ngoài cánh cửa ngoài á ông mới nằm ông dắt đứa thuốc ông hút thì ông đang hút như vậy ông thấy cái tướng tự ngoài đi vô ông sáo đi cái tướng hị hà lắm đi cái tướng kỳ lắm đi vô một cái miệng kìa <laughs> vậy nè ông hai nói gì trời sao anh sáu làm gì vậy mà sao anh đám kiểu tức giận như vậy ủa gì anh sáu sao vậy mày sao gì? thế gì trời ơi ông lợi ông nắm vô cái cây cái, 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 hành lang của cái cầu thang đi xuống ông như nhìn dầm à, trong nhà ai cũng hết hộp bên dưới tưởng đâu hai ông nhậu xỉn có lộn gì đâu không xúm nhau mới chạy ra chạy ra mới hỏi ông cái vụ gì thì lúc này mới biết ông sáu bị nhập ông bị nhập ông ông lấy cái tay á ông đấm vô cái lưng gì nào ông đấm vô ngực của ông bình 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 gì nào ông nói tao nè tao bẻ cổ gà mày nè tao bẻ cổ gà mày nè rồi ông nói một cái thì nói các bạn luôn gia đình của ông hai cắt không còn giọt máu nó quá linh nó nhập nó bẻ cổ gà thì hỏi nó bây giờ thôi thôi đừng nhập đừng nhập đừng nữa Nên ra rồi khi bằng sinh nó không nó mới nói là à, mày cúng vậy đã sao tao ăn mới biết là cái vụ nói dữ lắm nghe nó mới nói nha là cái vụ mà cúng cho nó rồi ông hai ông nướng cá rồi nó ông đem ra chỗ bụi tre đó thì ông nói là nó nói là đem ra đó cúng tao chưa kịp ăn mưa gió sấm chớp đầm đầm tao đâu có dám ăn nó nói vậy đó cả nhà có nghĩa là cúng nó mà nó ăn không được nó tức là nó bẻ cổ gà nó chết trời đất cô nghe nói một cái là lạnh sống lưng hết trơn mới năn nỉ nó thôi bây giờ đừng có đừng có nhập nữa anh sáu nó đâu có liên quan gì tới đâu rồi mới năn nỉ nó cuối cùng thì nó xuất ra nó xuất ra làm sao ông không còn nhớ trời trăng đất lỡ vậy trơn hỏi ông là sao mà mà anh bị nhập vậy rồi anh đi ngược lại đây thì ông sáu ông mới nói á tôi có biết cái gì đâu tôi đang đi ra thì tự nhiên tôi thấy cái gì đó từ từ trên cây nó xa xuống nhào vô tôi cái tôi hết hồn hết vía tôi, rùng mình cái tôi hết nhớ vậy luôn đó thì lần này tôi nói sợ dữ lắm cả nhà nhưng mà chỉ dừng lại ở cái việc cúng kiến thôi chứ lúc đó là cũng không có đi cô thầy cô bà gì làm lần đó ghê lắm nha cái ông hai á ông mới biết là cái bụi tre này nó thứ dữ rồi là không dám dớ rồi mà tôi nói trời xui đất khiến sao cả nhà đâu cỡ chừng là 3 tháng sau không lâu thì có cái gia đình đó ở đầu tuốt ở ngoài cái đường lộ ở ngoài đó mà trong vòng mấy những cái bụi tre trong đây thì cũng có những cái bụi tre nó không có nhỏ hơn cái bụi tre trong đây đâu nhưng mà đường cái tre trong đây nó thẳng nó như là tre tốt á mà hồi đó ta cắt nhà ta hay cắt nhà bằng nhà tre nhà nghèo nghèo nó cắt nhà bằng nhà tre cả nhà thì cái gia đình nó mới vô mới mới hỏi như hỏi thăm trước đó rồi cái mới vô mới nói với lại ông bà hai thôi bây giờ bán cái bụi tre này cho tôi cái bụi tre này tôi chặt về là tôi có thể là tôi cắt nhà được nè thì ông bà hai đâu có muốn mà lấy tiền của người ta rồi cho người ta mang quà mới nói là cởi lại cái sự tình vậy vậy đó trời ơi nghe nói là quỷ đó nghe gia đình tôi là sau này xài che là không dám lại chặt ông bà sáu cũng có mặt ông bà sáu cũng nói ờ vậy 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 đó nhưng mà cái gia đình nói không sao thì không biết là cái gia đình này nghe sau này ông bà hai mới nghe nói là cái gia đình này á hồi đó ở đâu á thì cái bà vợ đó cũng người kiểu mà người chà mà trà cả nhà rồi ông này ổng quen rồi ổng thương rồi hai người thương nhau mới cưới nhau rồi về cái quê ổng sinh sống cũng nghèo khó cho nên là cũng cắt nhà cắt cửa ở thì đi đến đây á hỏi thì cứ nó không sao không sao không sao thì ông hai mới nói là chỗ đó nó có quỷ nhà sạch tôi dám bán lỡ ngày mọi người bị gì tôi ăn năn cả đời thì gia đình thì nó không có sao bây giờ ông chỉ cần ông bán thì không thấy ngày mai tôi vô tôi đốn thử nếu mà đốn được thì ông bán ra rẻ cho tôi đó, rồi rồi, ông mà làm được tôi cảm ơn Ông mà đốn được cái bụi tre đó còn cảm ơn ông nữa chứ lấy tiền lấy bạc gì Vậy đó Mà ông đốn, ông đốn xong hết trơn luôn Còn những cái cây tre mà nó non, non, ở gì rìa rồi đó Ông nói bây giờ cho cho tôi về làm củi mấy kiểu mà Nó mục rồi cái nó không có làm nhà được mà kiểu như nó cũng còn nấu củi được á Cho ông hết Trời ơi, ông bứng cái, cái, cái góc luôn cả nhà ông nói che này quá lâu năm rồi là cái gốc nó đào xuống như là vẫn còn củi để chậm đó mà cái thứ đó nó cháy bạc mạng luôn ông đào bứng cái cái bụi tre luôn á ông làm như vậy là suốt khi mà xong cái bụi tre luôn là đâu cũng gần hai ngày vậy đó ông lợi ông trả tiền thì ông hai nói thôi cảm ơn ông quá tôi không lấy vậy là ông mạng số ông lớn hay gì nội rồi ông không có bị gì hết trơn á cái ông đó ông cười hồi hai chậm cười hồi ông nói thôi tôi cũng trả tiền cho anh tại bụi tre chồng quá lâu rồi tre quá tốt rồi tôi cắt nhà tôi ở được lâu lắm xong cái đi vậy trả tiền cho ông bà hai mà nói chung là ông bà hai cũng ăn ít đó nha ăn rẻ lắm rồi, rồi, từ đó giờ sao mất tiêu luôn từ đó giờ sao không thấy nhát không thấy gì hết trơn á thì bà con mới đặt cho câu hỏi là không lẽ là con quỷ này đi rồi hay hoặc là hai vợ chồng nó cái bà đó bà vợ bà người cha đó bà biết bùa chú gì thì cũng chẳng ai biết mà cũng chẳng ai dám hỏi thôi bây giờ yên ổn là mừng rồi rồi thì đó là kết cục câu chuyện của chú Năm kể Nói chơi cái kiểu mà nhà cửa ở hồi đó Bảo thường thấy là ma ma cỏ quỷ rồi hồi đó nhiều cả nhà Chứ còn bây giờ giống như Bảo bảo kể chuyện ma nè Mọi người gửi kể chuyện về kể Thì đa phần là chuyện mấy mươi năm trước Còn những cái chuyện mà gần gần đây ít lắm Mà có dù cho có có nha Thì cũng là những chuyện lẻ nó phớt qua phớt lợi rồi cả nhà Chắc hồi xưa ma cỏ nhiều rồi, câu chuyện này kết thúc. Bảo xin chào. Hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc.